Có cái thao không? Có cái thao gì không? Thường thường mình dính tôm với cái gì anh? Đủ dính gì đâu. Dính gì bắt đó. Ơ lội được luôn. Xuống nước làm những gì? Bình thường có gì đâu. À, chứng tỏ anh Khép là một người phải nói có một cái nghị lực sống kinh khủng chứ. Nếu như mà người không có nghị lực thì chắc có lẽ là nhiều lần bị tai nạn như vậy thì cũng không có nhiều người mà có cái khả năng vượt qua đâu. Đi ra ngoài này nè, cầu quá rồi. Ra ngồi xuống. Ngồi xuống xong. Ngồi xuống mà ở cây ở dưới nó chỉa lên đâu có ai đâu. Ngồi xuống ở cây dưới nó đâm lên đâu có ai. Đâm mắt nào? Mắt phải của anh. Phải. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại thị xã Giá Gai của tỉnh Bạc Liêu. Và đây là một cái nhánh sông nhỏ chạy vô hướng ở những cái vuông đó cô bác quý anh chị. Cô bác quý anh chị có biết rằng là cái nhánh sông này có những cái lú ở dưới kia. Đây là nguồn sinh sống của một anh thanh niên ngoài 40 tuổi. Ngoài 40 tuổi nhưng anh lại khiếm khuyết cơ thể rất nhiều. Từ mắt, rồi tay, rồi chân. Và người ta gọi anh một cái biệt danh đó là người đàn ông có 102. Hai mắt á, thì lại còn lại một con. Hai tay á, thì một tay kia như tàn phế. Hai chân á, thì một chân là bị mất đi vì một tai nạn nghề nghiệp. Và ngày hôm nay đến đây để mà thăm anh cũng như là chia sẻ về hoàn cảnh của anh cho cô bác quý anh chị biết. Ngoài ra người ta còn nói anh á, là một người đàn ông phải nói là xui xẻo nhất nước Việt Nam. Vì trong một khoảng thời gian khá ngắn mà anh lại bị những cái tai nạn nghề nghiệp liên tiếp với nhau, lấy đi những cái chi trên cơ thể của anh. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị vào bên trong để gặp anh ha. Rồi em chào anh. Thì em được một số người dân địa phương giới thiệu rằng là mình sống ở đây chỉ có một mình thôi, không có vợ con gì hết. Đúng. Thì nghe cái hoàn cảnh của mình thì cũng khá là đáng thương. Thì anh có thể giới thiệu là cuộc sống của mình hiện nay như thế nào hay anh Khép? Thường ngày đặt lú dưới sông này là sống hàng ngày vậy đó. Rồi sáng bán đặt lú, sáng bán được bao nhiêu ngàn đủ sống hàng ngày vậy đó. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? 45. Ba mẹ anh đâu hay anh Khép? Bà già thì chết lâu rồi. Rồi ông già thì cũng đi mặn để đó đâu có về nhà đâu. Đi nhà tới giờ? Cũng lâu lắm rồi, không có về nhà. Về sống mình anh ngoài. Sống mình anh, hồi đó giờ có vợ con gì không? Có mà thôi lâu rồi. Có con không anh? Không luôn. Không có con? Không. Có vợ hồi năm bao nhiêu tuổi và bao nhiêu tuổi mình chia tay? Chấp nối là mười mấy năm nay là không có con này ở chấp nối mà. Chấp nối nhau ở thôi. Là ngôi nhà này anh chỉ ở có một mình thôi à? Mình à. Cái tay của anh là bị từ nhỏ hay là sao vậy? Cái này không mấy đầu tiên á nấu xôi, nấu xôi nấu mì ăn đó. Dạ. Rồi nhắc xuống rồi nấu mì đó rồi nó chợt úp hỏng. Em nghe cái anh mà những anh hàng xóm ở đây chia sẻ rằng anh là người mà gọi là xui nhất nước Việt Nam. Anh trải qua rất là nhiều biến cố trong cái cuộc đời mình qua những cái tai nạn đó. Thì cái tai nạn đầu tiên là tai nạn gì anh? Tai nạn bóng đèn. Bóng đèn sao? Đạp bóng đèn thứ hai mình nè, bóng đèn điện đường mình nè. Rồi đạp rồi mình lành. Rồi mình đi mặn này kia, lội đồ dơ này kia rồi đó. Rồi nó ăn ruộng. Tưởng đâu nó lạnh rồi, nó lạnh bên trong. Giờ nó ăn ruộng. Là dẫn đến cái giò của anh nó cục. Ăn giòn, cục. Giặt là cái đó nó còn cái... Lạnh rồi. Đạp cái bóng đèn mà nó đến vậy đó hả? Đạp bóng đèn, đi biển đó. Đi biển sao? Đi biển đi ấy rồi nãy kia đã đánh cá rồi đó. Lúc đầu là sao anh có thể cậy gõ lại cho em? Lúc đầu à? Giặt cái giò này ra cái sạch dữ. Ôi trời ơi, đang chứ. Làm độc nữa kìa. Ôi trời ơi, ghê quá, ghê quá. Cái này đứa của gà biết lâu bệnh viện chưa có trị được. Người anh toàn là vết thương không? Đạp bóng đèn là ở ngoài biển hay là ở trong bờ này? Ở biển. Ngoài biển. Là sao, lý do là sao đạp? Trên đà. Ôi rồi đi rồi bóng đèn nó để trong cabin đó. Bên chỗ mình tài công đó. Mình không biết. Đi vô nó mình đạp. Đạp bóng đèn. Đạp bóng đèn rồi nó nổ. Nó đứt nhiều
rồi đứt rồi chỉ hết mà nó ăn chỉ, lạnh bên ngoài nó bên còn bên trong rồi tới bác sĩ Bạc Liêu chẳng á rồi nó mổ ngay răng vết thương anh rồi nó bóng phấn bóng đèn nó còn nằm bên trong cái phấn của bóng đèn Lưu Quỳnh á Lưu Quỳnh bóng đèn mình thuốc chó còn chết đó đó đèn thứ hai mình á lúc anh bị năm bao nhiêu tuổi hả anh cũng ba mấy tuổi là tai nạn đầu tiên cũng mười mấy năm rồi ha mười mấy năm lúc đó là anh có vợ chưa ta chưa là sau đó là nó ăn guồng là anh cưa luôn cái giò chứ cưa giò tới bác sĩ Bạc Liêu chảnh là Bạc Liêu chửi luôn mà mới chậm chừng 2-3 ngày là hết đường cứu tháo tới háng luôn trong cái thời gian nó ăn guồng đó anh có cảm giác nhức nhói gì trong xương nhất nhưng mà mình không biết mới đầu mình ý mình nói nha mình nói ý mình đã hết rồi mình đi chơi này kia đó mình đi ra biển rồi đó ra biển đồ đó ăn cá biển đồ ăn cá biển đồ đó lạnh hết trơn rồi mà nãy ở ngoài lạnh hết chỉ nhất ở trong xương nhưng, thôi nhưng mà nó ăn guồng wow đâu 7-8 bữa sau tuần lễ sau nó ăn guồng nhất lúc đó nhất rồi rồi cái tai nạn thứ hai là gì anh tai nạn thứ hai là đi ra cát người ta một thời gian đó đi ra cát sao cái ghe cái đó chìm cái ôm cái máy chạy ôm máy chạy là sao anh kể cho em nghe với quấn vô cái tay này là quấn vô tay là lúc anh bị cục cái chân rồi anh đi ghe cát rồi sau này cái tay nó mới rút cỡ đó là đi ghe cát sao anh kể cho em nghe với đi với ngã năm con bóm á đi ghe cát là xong cái chân rồi cưa cái chân rồi mới đi ghe cát hả đó mình hình như cái tay trước chứ cái tay trước rồi sao về mới bị cái tay là bị gì sao anh kể cho toàn bộ cái câu chuyện của em nghe với giờ ôm cái máy dầu thay xuống sông luôn thường đâu chết rồi sao mà ôm máy dầu vừa xô ra bến này ngã thắt năm bóm nè đầu xấu nè vừa lui ghe ra thì cái máy dầu nó gãy chữ tê gãy chữ tê gãy cái rằng này đưa ngậm ta lái mà rồi nó phóng tới rồi không ôm cũng phải dướng nữa đưa người ta lái mà rồi xong cái sao mà cái tay nó vậy quấn người sao cái tay nó vậy nhảy theo bánh trớn luôn mà lúc đó cái máy rớt xuống nước rồi hả anh rớt nữa luôn đằng này cũng nhảy theo dưới luôn nhưng mà cái tay này là sao nó gút lại ghê vậy nó quấn vô dây cô rô đó hả đúng rồi chứ đang chạy á cái rồi nó ôm mình lại cái chặt đứt một lần này nè rồi sao về không có thuốc men điều trị về chị nhà không về nó rút anh vậy đó là mấy con tay là rút gì nữa hả đúng cái mấy con tay này cũng bình thường cái này thì nhỏ lớn bên kia là nhỏ lớn còn bên đây tay bình thường mà mất hết mấy cái ngón rút lại luôn hả đúng không có tiền chị á trời ơi còn cái tai nạn thứ ba đi cầu nè bị sao đi cầu sao đi cầu đưa con mắt đi cầu mà đôi mắt là sao đi cầu ngoài này ngoài hè nè đi cây cầu hay là đi gì đi vệ sinh đó cầu đó đi vệ sinh đó rồi đi ra ngoài này nè cầu quá rồi ra ngồi xuống xong ngồi xuống mà ở cây ở dưới nó chĩa lên đâu có ai đâu ngồi xuống ở cây dưới nó đâm lên đâu có ai đâm mắt nào mắt phải của anh phải lâu chưa anh mới đây là hiện giờ mắt đó anh không thấy đường luôn mờ trời ơi ba tai nạn là cách nhau bao nhiêu năm ha anh cũng không đóng mắt này cả khoảng 3 năm nay cũng 3-4 năm nay rồi nếu như anh bị đâm nhưng mà anh không có đi điều trị tự anh ở nhà luôn rồi nó mới có chị mà lúc đó chưa có giấy cây gì đâm anh cây ở dưới đâm lên á cái lứt đó mình ngồi đâu hay đâu vừa không xuống nãy cây dưới nó chọt lên nó hay đâu ơi. Lúc lên lết vô nhà không à máu gì nó đỏ trời máu ở trong mắt ra hả máu mắt ra lo trời không á xui
là anh có thể là gọi là người đàn ông mà xui nhất Việt Nam luôn á. Lúc đầu là bị cái tay, sau đó bị cái chân người cưa luôn cái chân, sau đó là đi vệ sinh mà đi vệ sinh với cô bác anh chị dưới cái con mương này nè, là bị cái cây đâm ngang mắt mù luôn, bên mắt bên đây hết thấy đường luôn đúng không anh? Giờ mà mờ đâu có thấy rõ ai đâu. Lúc anh bị con mắt tới bây giờ là bao nhiêu năm mà? Cũng 3-4 năm nay. Có bao giờ nằm nghĩ lại anh nghĩ rằng mình là người xui nhất không? Có, nằm đi khóc anh vậy. Có mình anh hả? Ba mẹ thì mất sớm. Ông già rồi sống mà ông đâu về. Ba thì bỏ ra đi. Có vợ thì vợ cũng đi luôn. Đi làm việc nào gặp việc nào thì nó là bị tai nạn gì đó. Mà tai nạn này là tai nạn thứ dữ. Cướp đi cái thân thể của mình từ từ. Kinh khủng trời. Chân tay bây giờ lên tới mắt rồi. Rồi bây giờ anh có nghĩ cái tai nạn đó là cái tai nạn nghề nghiệp không anh? Tai nạn gì? Đi vệ sinh mà tai nạn nghề nghiệp vậy. Kể cái tai bị gì nữa? Tai nạn trước kìa. Tai nạn trước là tai nạn nghề nghiệp, hai cái tai nạn nghề nghiệp không? Cái tai, cái chân. Rồi cái tai bên kia bị gì nữa hả anh? Anh bị bẩm sinh hả sao anh? Cái này nhỏ lắm. Như bẩm sinh. Thịt của anh làm như nó hơi bị độc á. Có độc. Nó có thể chấn thương tày là nó sẽ. Vậy cái này mới đi tháo người ta về cách đây chừng mấy tháng ra. Mới tháo khớp luôn kìa, bị sao mới tháo khớp luôn. Bị đặt lú nè. Đặt lú lội lên rồi té rồi chổi á, cứ gãy. Trời ơi, vậy là bốn tai nạn. Tai nạn nữa. Có đây có chú Út nè, ông biết đó. Bé chổi cái sao nó khớp. Rồi trời. Nó làm độc ổng chở đi nè. Ồ vậy là cơ thể của anh khép này độc quá. Đâu quay lại coi anh. Cái tai bên đây nó đã kiểu là nó đã thử động cái phần cầm được rồi. Nó là bị tật bẩm sinh rồi. Bây giờ cái con còn có cái phần này không à. Nó co rút lại mà bên đây còn bị tháo khớp kia luôn. Đây ơi Út con chở đi nè, đây có ổng nè. Em hỏi thiệt anh khép cơ thể anh có còn chỗ nào mà không bị thương nữa không? Mình mấy có bị gì không? Mình thì chắc không bị ở ngoài gì không. Bị ngoài da. Tứ chi đâu bị hết rồi trời. Tay chân, tứ chi. Chân bên đây bị nè, chân bên kia có bị gì không anh? Nghe cái coi, nghe coi. Nghe quá. Cái giò mát. Cái giò đó nó bị nhiễm độc, bị nhiễm trùng gì nữa rồi. Sao ôi mà trời. Nó có mày nó cứ ngắt hoài vậy, nó không cái kéo được. Bị... Nó không được lành. Cái chân bên đó bị nhiễm trùng nữa anh ơi. Không có tiền điều trị. Nằm anh khóc hoài anh nhé. Nằm đêm khóc hoài. Anh có sợ là cái nhiễm trùng đó nó dẫn đến thêm một cái chân của anh nữa không? Giờ mình chịu thôi. Phải chịu thôi sao anh vậy? Sao anh không hỏi mọi người cái cách xuất thuốc hay là cái gì đó đang mình trị đỡ chứ? Bác sĩ cũng lo không sợ. Bây giờ em hỏi như thế này nè. Ngôi nhà của mình đang ở là ai cắt cho mình hay là mình tự cắt anh? Nhà đứa em ruột xin tiền nó cho. Xin tiền người khác cho. Anh có mấy anh em? Cho mạnh nào sống ở anh nào, đâu à, ở chung nào đâu. Có nhiều anh em nhưng mà anh đang đi sống đó đúng không? Em đông mà 7-8 thằng gì đó. 9 người lận. Mà sao anh? Là quyên góp tiền nhau cắt cho anh. Đất này là đất nhà của mình hay sao? Không có, ở ké. Ở đậu. Ở đậu nhà của đất của ông chú. Hàng ngày anh làm cái công việc gì để anh sinh sống? Lú, đặt lú dưới sông. Đặt lú dưới sông. Hôm nay anh khép nói là anh năm nay là nhiêu? 45. 45 hả? Đặt lú dưới sông là bao lâu rồi? Cũng lâu lắm rồi. Cái chân tay vậy sao đi lội xuống nước được? Bình thường. Anh lội đi thăm lú thôi hay là anh có bơi? Lội bơi xuồng cũng được, mà lội sông cũng được luôn. Bộ cũng được. Xuồng này có người ta mới thăm. Anh đặt dưới chân này được bao nhiêu cái lú anh khép? chín cái lú miệng, 4 cái lú dây, còn đâu mấy cái lú dây này nè. Mỗi ngày là anh thu nhập được nhiêu tiền? Bữa đâu 30-40 ngàn đủ sống hàng ngày vậy đó. Đủ thuốc men nãy kia, nước đá nãy kia mình uống đó. Có bao giờ nằm nghĩ mình là một người đàn ông bất hạnh nhất nước Việt Nam không? Trong khi đó có ba thì lại bỏ đi, còn mẹ thì là mất sớm, giờ thì cũng đi luôn. Giờ mình suy nghĩ cũng vậy thôi. Anh lấy cái gì để anh làm niềm vui cho mình? Mình đặt lú mình vui nhất. Sống hàng ngàn thôi. Đúng rồi. Thật ra thì cái cơ thể của anh như thế này á, mọi người gọi giống như là, người ta gọi gần như là tàn phế. Tàn phế đó. Nhưng mà em ai mà tàn phế thì đặt lú với em lội ngang sông không?
nhưng mà em dạ, em phải khâm phục cái đó đó. Cái nghị lực để đi làm ăn, để làm để có ra cái đồng tiền để tự sinh sống. Đây có chú Út nè, ông biết lội luôn. Ông nè, ông khang đồ mày. Giò với con tay mà lội hay. Nói thiệt. Ngày hôm nay anh thăm lúa chưa? Ừ, thăm hồi sáng rồi. Nhiều không? Cũng hồi sáng bán được có mấy chục ngàn. Anh thăm lú vô rồi tôm cá là người ta đến đây cần cho anh hay sao? Đúng. Đâu có ai đi chợ đâu, đúng không anh? À, có người đi cần cho qua lại đường này đâu. Rồi đồ ăn đồ ở đây anh người ta vô bán trong đây hay là em bán nhà mình hay thịt theo thì mình bằng được cá này kia mượn mua rồi mượn người ta bằng giùm luôn. Bằng luôn. Tại nhà nấu ăn luôn. Tự nấu ăn. À, tự nấu ăn bình thường ấy gì đâu. Một chân như thế này anh có đi chống tó không hay là anh đi cái tó giờ em hư rồi. Hư tó luôn rồi. Đó, ở đâu vậy ta? Kể như là xui. Để hư ơi, giật bó rồi đó kìa. Có chân giả à, cũng hư. Có chân giả cũng hư luôn. Giật bò không đã. Giờ bò không? Giờ bò không anh? Giờ gặp tó giờ hư nữa. Vào bỏ đi thì có liên lạc lại gì với anh không? Hay. Cái người mà chấp nối với anh đó. Không. Không ha. Bỏ đi bao nhiêu năm anh? Và anh ở sống sao? Cũng mười mấy năm nay rồi mà giờ đâu còn nghĩ tới này kia nữa đâu. À. Bỏ sau khi anh bị tai nạn hả? Đúng đằng này bà. Đúng. Tai nạn xong rồi. À, tối anh ngủ ở trong kia. Cũng buồn. À, bây giờ như thế này nè, tụi em đến đây ngoài việc tìm hiểu cái cuộc sống của anh á thì tụi em muốn biết cái công việc hàng ngày của anh luôn. Thì anh có thể thăm lứ cái công việc của anh thực hiện hàng ngày dạ, để dạ. Cho tụi em xem được không? Dạ, lội xong mà. Anh lội bộ hả? Lội xong lội bộ á. À rồi. Gần thôi anh, đây qua bên đó thăm một hai cái gì thôi. Đó hai cái này à? À được, dạ. Rồi và em cho mọi người biết được cái cách làm của anh. Tuy một cái chân đã mắc, tay thì bị tật luôn hai cái cùm. Nhưng mà cái nghị lực của anh á, tự để có không. Tự vượt lên chính mình luôn ha. Lúc nào qua đây vậy á? Sao mặc áo mà ở trần vậy trời? Mặc áo được không hay là ở trần anh? Ở trần là ở trong mà. Dạ, là xong thì ở trần. Xong nè, giả lũ. Là hàng ngày là sáng mấy giờ anh đi thăm? 5 giờ, 6 giờ. Anh bò anh đi. Thì đó là sáng vậy đó. Quên lấy cái đục đó. Khỏi đi, chắc nào cũng chạy gì đâu. Đó, có cái thao không? Có cái thao gì không? Thường mình dính tôm với cái gì anh? Được, dính gì đâu. Dính gì bắt đó. Ôi lội được luôn. Xương nước làm những gì. Ôi sao lội ta? Có chân còn sao lội? Cái chân của anh mà đang bị nhiễm trùng đó thì xuống nước chắc không biết gác hay không. Cái này nước mặn hay nước ngọt anh? Nước mặn. Đây lội. Đây là công việc mưa này của anh khép đó chứ anh chị. Mỗi buổi sáng thì anh cũng lội trên cái căn chim này thăm chín cái ấu. Lại chạy cua rồi. Nước sâu không anh? Mới giờ thì sáng hơn giờ nó không chạy, không có. Giờ lội ngay xong. Giờ cái trong này coi. Cái này là lú miệng hả? Anh đặt bao nhiêu cái lú? 9 cái. 9 cái. 40 lú dày nữa, mười mấy cái. Ừ. Là thăm khoảng hơn một tiếng không anh? Nửa tiếng. Nửa tiếng ha. Là hiện bây giờ anh không có đứng dưới mặt đất của nước luôn á ha. Đứng chân á. Cái ngày thăm trúng nhất là được bao nhiêu hả anh? Thôi thì vô cua được 200 ngàn, 100 ngàn. Được mấy con tôm. Mấy con tôm hả? Mới thăm sáng rồi, sáng mới chạy. À, bây giờ ở trong đó được mấy con tôm hả? Tôm. Sao cột lại không dễ lên luôn? Đâu kia anh đổ ha, coi mình coi anh đổ như thế nào. Có cái thao. Có cái đục. Cái đục hay cái thao? Cái thao đi. Cái thao được không anh? Chịu có đồ ăn cho sẵn anh bắt mấy con tôm nó chịu ăn luôn. Cái hai phải còn. Cái đục ngoài này nè, đục lũ ngoài này nè.
Cái mấy cái cây cầm mấy cái lú này là anh tự cầm luôn hay sao? Tự cầm luôn hả? Lú này cái đợt nãy đã. Ba ké. Mình ba ké sáng cây dính ba ké đó. Mình đặt y một chỗ hay là mình có giờ chỗ không anh? Dạ. Cái con sông này nhờ có cái dòng kinh nhỏ nhỏ này mà bây giờ nó lại nuôi dưỡng chắc chiêu anh khép. Chứ bây giờ không có người này thì anh làm gì giờ? Nhờ lú này đó. Dạ. Nhờ còn lục mạng với bà con của bác này dùng dòng đây đó. Dạ, người ta thương ha. Người ta thương, người ta cho, rồi ta nói này kia cho đó. Ở đây là cái công việc hàng ngày của anh Khép luôn chứ. Thật ra thì anh em chỉ muốn chia sẻ cái cuộc sống thật của anh thôi, chứ không phải là ép anh xuống dưới lội để cho cô bác anh chị thấy. Với lại da thịt của anh cũng hơi độc đó. Mình làm công việc mình cố gắng, mình kỹ lưỡng chút nha anh Khép. Rồi bây giờ lội qua xong rồi nha. Lội luôn hả? Bằng cái đục bên trong còn cái gì nè, còn cái lú nào. Thôi anh mắng cái bán giày vô cái tay cái lòng vô cái đồ đựng tôm vô cái cổ anh nó lậu một cái chân mà anh quạt được ta anh quạt còn hơn cái tay trời ơi máng vô cái cần cổ hả cái tay đồ chậm anh đặt bên đó anh đặt có đặt ba cái 12 cửa ngục không đây là kêu lú á. Ủa sao qua bên đó đổ mới được hả? Mà có đặt bên thấy vậy? Nhân lý, anh nhân lý. Rồi, bị máy quắn đâu? Máy quắn luôn rồi. Xui nữa. Rồi về đây. Rồi lắc thằng trôi luôn, trong nè. Bình thường có gì đâu. Chứng tỏ anh Khép là một người phải nói có một cái nghị lực sống kinh khủng chứ. Nếu như mà người không có nghị lực thì chắc có lẽ là nhiều lần bị tai nạn như vậy thì... cũng không có nhiều người mà có cái khả năng vượt qua đâu. Nó thì có 102. Có 102. Một hai tay như một giò. Đúng rồi, có 102 mà. Có nghĩa là lấy cái nào mà hai tay thì hai tay thua ta một tay. Hai tay còn lại có một tay bẩm sinh từ nhỏ rồi. Hai chân còn một chân, hai mắt thì còn một mắt. Sao chứ ta hồi nhỏ vậy đâu, sao lớn lên đi cũng té bụng gì đó vậy. Lúc trước mà anh ảnh chưa mà làm ảnh chưa bị tai nạn là cái công việc chính của anh là làm gì anh Khép? Công việc chính của anh là lúc anh còn thanh niên á. Đi bằng hồ. Bằng hồ không à ha. Đi bằng hồ đã mà đi điểm cái tai nạn cái đó. Cái tai nạn đầu tiên là năm anh hai mấy tuổi hơn Khép? Anh lên đi. Cái tay bị một ấy rồi. Cái còn nước tắm không? Cái motor hư thì chạy được dễ được chưa? Rồi gặp motor hư nữa hả anh? Cái nước chưa tay sửa cho nó. Thôi thì bây giờ chắc có lẽ là cho anh Khép lên mặc áo vô thì mình sẽ thay mặt cho Mạnh Thường Quân gửi cho anh một ít chi phí ha mọi cô bác anh chị. Trời mưa thì có nước xài hả? Vậy sao không trời không đó? Nước trời. Sáng sớm là lội nước sớm rồi, 4 giờ là phải lội nước rồi. Từ 5 giờ, 4 giờ lội rồi. Ôi con cá này, con cá gì vậy anh Khép? Cái kê người ta mới cho á. Anh thấy nó có sình hay gì phải không? Có người ta mới cho còn sống. Còn sống. Đâu anh đụng quá, em thấy là làm như nó... Chết rồi. Nước đó là nước mưa hả anh? Mưa, giờ đâu có nước đâu này. Nhờ ông trời. Anh không có cái nhà tắm luôn hả? Anh tắm hàng ngày, anh tắm ở đây đó hả? Tắm đây. Phải đổ, có xi măng đổ một miếng đan cũng đỡ. Rồi, bây giờ đất... Chỗ đau đó mà anh chà bằng chải gì không đau luôn hả anh Khép? Tao cũng phải gán chịu. Sao anh đi thăm, ví dụ mai mốt đi thăm anh lấy giải anh quấn lại đừng cho đất nó vô. Đất nó vượt hết trơn hả? Thịt của anh Khép làm như nó mỗi lần anh đi thăm lên là anh phải tắm nước ngọt lại hả anh? Nó đập
Ồ, ở đây có mấy con cá gô. Ồ, cá gô này là cá gô nước ngọt mà. Gô lên đây đó. Trời mưa bữa bắt đó. À, trời mưa anh lội ngoài bờ mương anh bắt hả? Ừ. Ngoài đường nó lóc lên đúng không? Đúng rồi. Ồ, sao có cá gô nước mặn nữa ta? Có đây nhá. Cá gô nó sống nước mặn được hả anh? Nước ngọt, nước mặn nó sống được nha. À, rồi anh đi lượm để dành ăn đúng không? Nếu mà để bữa chiên hai ba con, già ba con gì đó. Cái gô mặn đâu có được đâu. Trong nhà của anh hết thì cái nền đất hay anh chỉ lấy. Cái nền này là nền đất anh lót miếng bạc lên. Đúng rồi. Là không có tiền hay sao anh khá? Dạ không có tiền về mua đất tạm đỡ vậy đó. Còn cái bếp ga? Bếp ga đang cũng được không? Ta cho luôn hả? Cho không? Chỉ có duy nhất là cái giường bên đây nè. Cái mùng á, cho anh. Cái mùng anh cho hả? Cái mùng ông này cho nè. Cái giường cây này nó cũng đỡ gần một hết nè. Thật ra là cái nhà này không có nhà vệ sinh, không có nhà tắm luôn nha cô bác của anh chị. Cũng sạch sẽ quá ha. Cũng treo này lên để cho nó đẹp. Đây là hình thờ của mẹ anh hả? Dạ. Nhưng mà tôn bên kia thấy nó cũng mục hết rồi. Và thậm chí là ở trong này là không có một cái nhà để mà anh che chắn cho nó hợp lý. Và anh thay là đồ là anh thay bên đây luôn nè cô bác quý anh chị. À, anh thay ở chỗ này luôn. Làm cái gọi là ngoài trời thiên nhiên luôn á. Phải nên vất vả quá. Nè. Mình không bằng gì rồi, bằng nuôi mình rồi. Phải cố gắng nha anh ha. Cố gắng chứ. Ờ, nói chung là phải vượt qua số phận. Mà đặc biệt là cô bác quý anh chị thấy không? Anh Thép là một người thanh niên có một cái cơ bắp rất là lực lưỡng. Phải nói là cực kỳ lực lưỡng, đây là một người lao động những cái lao động nặng á, nên là nữ cơ bắp nó mới như vậy. Nhưng mà không may á, cuộc đời xui rủi sao mà khiến cho anh là có những cái tai nạn nó ập đến với anh hoài. Và như ông anh kế bên ảnh nói là anh Khép là một người đàn ông có một không hai, có hai mắt thì bây giờ bị hết một con, có hai tay thì tay bên kia như là tàn phế bên kia, có hai chân thì chân bên đây nó về lại bị cưa luôn. Quá tội. Quá tội cho một kiếp người. Có bao giờ mình nghĩ nói tại sao là cái xui xẻo nó cứ ập đến với mình hoài không anh Khép? Dạ mình suy nghĩ rồi mình không biết hay sao nói sao giờ. Nằm đêm mình tha mình khóc vàng. Mình coi bên YouTube đó. Ừ. Khi mình khóc anh vậy. Sao khóc? Thấy mấy người kia tội hơn mình. Mình khổ này mấy người kia còn khổ hơn mình. Ừ. Nên mình thấy cũng đỡ hơn đúng không? Ước gì? Hả? Khó khăn. Ước sao? Mình ước gì mình có tiền mình hỗ trợ hết trơn luôn. Hỗ trợ cho những người khổ ha. Đúng. Cái tay bên đây kéo không được. Như vậy rồi anh nấu cơm rồi anh do làm sao? Đây do cũng nấu cơm bình thường à. Ngọt cho dạo ha. Đúng là tàn nhưng không phới, vượt qua số phận mà. Anh lấy vợ năm 20 mấy tuổi hả? Mấy. Anh có nhậu không anh Khép? Uống lâu uống chút đỉnh à, đâu có nhậu xỉn đâu. Vậy hả? Thịt thịt của anh độc lắm nha. Uống rượu nhiều khi nó ấy á, hạn chế nha anh. Chưa ra làm khác xuống tắm luôn cho mát. Cuộc sống của anh bây giờ anh có mơ ước gì không anh Khép? Giờ mơ ước giờ không có cái nước xài với ước gì các xây cái chuồng heo nuôi chừng hai con thôi, heo giống mình nuôi heo sao cho nó ăn được có
mình nạt lú hàng ngày nè, mua thức ăn này kia đó, với chuối đồ vô mày trong này mua cám này mình phụ thêm. Chỉ cần hai con heo với lại một cái cây nước khoan giếng. Cây nước có rồi. Cây nước có chưa? Cây nước có rồi mà nó hôm nay hơi cái đứt bê á, chưa được thôi. Giờ mình muốn khoan tại nhà luôn. Khoan giếng lên luôn ha. Ừ, khoan tại nhà luôn. Chú đi bỏ lại. Ủa rồi điện ở đây là mình đi ở đâu ta? Ê, vô ở này. À, từ vô mình ở được ha. Vô lâu rồi. Giờ còn thiếu nước sinh hoạt với lại là nuôi heo thôi. Nuôi heo với sinh cái chuồng xây nuôi chừng hai con heo thôi. Theo giống mình á. Em nhỏ, em thì nhỏ lắm nhưng mà em thường đi nghe cô chú anh chị nói nè. Ai có những cái tai nạn đối với mình á, đập đến á thì một phần là do những cái nghề nghiệp, tuy nhiên một phần là do nghiệp quả hoặc là do gì đó, người ta nói là thường xuyên tụng kinh niệm Phật hay là gì đó để mình tiêu từ nghiệp lực của mình á, thì không biết là kiếp trước như thế nào rồi mình sẽ nó sẽ giảm bớt, thì anh có tin điều đó không? Thầy nói những đời trước của anh, đời nội đời cố được anh là có cái nghề nào mà cờ động vật được không? Cái đó em không biết. Không, ở đây đâu có ai được gì đâu. Đây chỗ nuôi thôi. Cái gì em không mơ ước, vậy em mơ ước xây được cái nước. Thì cái chuồng cho em, cái hai heo giống thôi. Có sao là kệ em có nhiều đó. Không có gì khác nữa hết à. Với ngày nước với mua em hai heo giống với cái chuồng ngay chỗ này luôn nè. Nửa trên nửa dưới. Rồi đang cho người ta la rồi sao? Nửa trên nửa dưới. Đâu có la đâu. Đây cũng bình thường ấy, không có gì. Nào mở ước nhiều đó. Ngày trước em có mở ước rồi, người ta cũng bà cái gì. Cái cô về ở bên Mỹ gửi mua chiếc xuồng cho em đặt lú đó. Đó. Vậy là trước cái cô về ở bên Mỹ. Trước đây thì thôi thì đó cũng là ước mơ, mà cái việc lao động chân chính cũng như là cái nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mình á, thì em mong rằng video clip này sẽ được mọi người chia sẻ để có thể chúng ta giúp đỡ anh. Ngày hôm nay thì chứng kiến được em cũng xây cầu tắm nữa. Dạ. Tắm ở chỗ này chứng kiến được anh tự lao động để mà mưu sinh. Tuy nhiên thì cái số phận nó lại trớ trêu đối với mình quá. Dạ. Nó khiến cho cơ thể của anh từ một người sinh ra lành lặn mà bây giờ phải bị khiếm khuyết như vậy. Thì tụi em đến đây không biết nói gì hơn, chỉ biết là chia sẻ với anh. Thứ nhất là chia sẻ anh với cái nỗi buồn này. Nhắc tới thì chắc có lẽ là anh Thép sẽ càng chạnh lòng hơn. Khi mà người thân không có, tay chân thì lại là không lành lặn, mọi việc hàng ngày, lao động hàng ngày cũng như là sinh hoạt trong nhà đều từ tay anh phải xử lý hết à. Đặt lối sao sống mà ngày á. Dạ, không có tiền để mà ăn uống nữa, nó chi là cái tiền để mà sinh hoạt. Để mà đi trị bệnh, chẳng hạn như vết thương đang còn ở dưới chân kìa. Cũng ra nghĩ đặt lối là sáng là không có ăn đó. Dạ, có nghĩa là ngày nào anh cũng phải chịu đau, nén đau mà xuống cái dòng sông này nè. Lặn để mà bắt con tôm, con cá bán để mà... Sáng bán được đâu mấy chục ngàn vậy. Để mà ăn uống hàng ngày. Ngày hôm nay đến đây á, thì em thay mặt cho cô Vi ở Mỹ gửi cho anh một chai dầu với lại gửi cho anh 1 triệu đồng để mà anh cố gắng sinh sống hàng ngày ha. Đây là cảm ơn cô Mi ở đâu? Ở Mỹ à. Cảm ơn cô Mi ở Mỹ à. Dạ, cũng không biết nói gì hơn. Dạ, đây. Dạ, cảm ơn cô Mỹ à. Cô Mi à, cô Mỹ. Dạ. Giữ đó có ấy bệnh hoạn gì mua thuốc men gì uống. Dạ.
Dạ em đặt lúa sống hàng ngày xong vậy là nãy anh biết rồi đó. Thì tụi em thấy mà. Cũng chú cũng đây cũng không biết ông việc nãy đó. Đây cũng nhà ổng không á. Dạ. Thôi thì cố gắng giữ gìn sức khỏe, nếu có dịp tụi em sẽ quay trở lại thăm anh ha. À. Dạ dạ em chào anh ha. Số